mạnh Rudolf Oken, sinh năm 1846, mất năm 1926, triết gia nổi tiếng người Đức. Trong vô số tác phẩm triết học nhân sinh, Oken đã biểu hiện lòng nhiệt thành và sức mạnh trong việc theo đuổi chân lý. Vì thế, ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1908. Oken sinh ngày 5 tháng 1 năm 1846 tại Aurich, Tây Bắc nước Đức. Cha là cục trưởng bưu chính địa phương. Năm Oken lên 5 tuổi, cha ông qua đời không để lại di sản gì. Sau đó, anh trai ông cũng bị bệnh rồi mất. Điều này khiến ông đau khổ rất nhiều. Ông hỏi mẹ, tại sao con người phải chết? Nhưng câu trả lời của mẹ không thể làm ông hài lòng. Mẹ ông tuy là một phụ nữ, nhưng tính cách lại rất kiên cường. Sau khi chồng chết, bà dùng hết tâm huyết vào việc nuôi dưỡng giáo dục Oken. Khi còn nhỏ, sức khỏe của Oken rất kém, thường xuyên bị bệnh, nhiều lần đối mặt với cái chết, nhưng nhờ mẹ chăm sóc nên đã vượt qua. Sự gian khổ của gia đình và bất hạnh của cá nhân làm cho Oken trưởng thành rất sớm. Gặp khó khăn gì, ông thường nhốt mình trong phòng để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Thói quen này đã trở thành chìa khóa giúp ông mở cánh cửa bước vào thế giới triết học. Khi học trung học, thầy chủ nhiệm của ông là một nhà triết học, nên ông thích nhất là môn triết. Có một lần thầy viết 4 đề bài lên bảng để học sinh tùy chọn và viết văn. Thầy nói riêng với ông, chàng trai trẻ, cậu thích triết học, đầu óc của cậu giàu tính triết lý, thì cậu hãy viết một bài về Cicero, một diễn giả và nhà chính trị nổi tiếng thời La Mã cổ đại. Đánh giá và khẳng định của thầy đã cho ông niềm động viên rất lớn. Sau đó, ông liên tục mấy lần vượt cấp nên càng được thầy giáo yêu quý. Năm 1862, ông thi vào khoa triết trường đại học Göttingen. Năm 25 tuổi, ông được tuyển vào trường đại học Basel làm giáo sư triết học. Vừa nghiên cứu vừa giảng dạy, nhưng ông đã viết hơn 30 loại sách, số lượng nhiều đến nỗi bỏ xa những nhà triết học đương thời. Cuốn Nhân sinh quan dưới cái nhìn của nhà tư tưởng vĩ đại năm 1907 đã được giới trí thức rất nhiều nước hoan nghênh, trước sau đã tái bản 16 lần, được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng. Tác phẩm đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học là Ý nghĩa và giá trị nhân sinh năm 1908. Cuốn sách này được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới. Cả đời ông không viết một tác phẩm văn học nào, nhưng toàn bộ trước tác triết học của ông đều biểu hiện tính nhân văn sâu sắc. Điều này đã thể hiện rõ ràng kỹ năng sáng tác của một nhà văn tài ba và xuất chúng. Khi bình chọn giải Nobel, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã ủng hộ ông vì những cống hiến lớn lao cho nền triết học trong nước và toàn thế giới.